lính trinh sát Khi sao đã cài lên ve áo Tác giả Nguyên Xanh Số 6 gió sông mê công về đêm thổi mạnh ù ù, đứng trên bờ mà gọi xuống thì người ở dưới bãi cát sẽ không nghe thấy gì. Chính vì vậy, tai nạn đã xảy ra. Hai chiếc xuồng cao su của công binh quân khu chết máy, bị gió lùa vào bờ ngay họng 12 ly 7 của K18 ở trên hô mật khẩu nhưng ở dưới không nghe được nên không trả lời. Trong cái bóng tối lờ mờ ấy, 12 ly lết của trung đoàn bắn chìm một xuồng cao su làm bị thương một và chết một công binh. Chưa hết, do không đủ xuồng để vượt sông cho kịp thời gian, khi trăng lên tránh bị địch phát hiện, K-19 công binh trung đoàn đã huy động một số xuồng ghe dân dụng tại chỗ để đại đội 2 của thiếu úy Hoa vượt sông. Lính của đại đội 2 toàn bộ là quận 10, những dân chơi thành phố nào giờ chỉ thấy trèo thuyền trên phim ảnh bây giờ ra thực tế buộc phải tự trèo lấy mới gay lúc đầu khá thuận lợi nhưng qua gần tới bờ cồn thì bị nước đẩy làm một số thuyền cứ quay vòng vòng không tiếp bờ được và lật úp tôi ngồi ở bên này bờ trong tiếng gió đưa ù ù vẫn nghe được tiếng kêu cứu trí chóe của lính ta vì không phải anh nào cũng biết bơi cũng may vào mùa khô nước sông Mekong Công khá cạn nên không ai bị gì. Cái màn vũ hội vượt sông ồn ào của tiểu đoàn 1 đã đánh động tàn quân của 603 tiếp tục vượt sông trốn hết vào đất công công tràm. Sáng hôm sau, đoàn quân chiến thắng mang theo nhiều cá, chiến lợi phẩm toàn là cá của dân bên cồn cho công tốt Việt Nam. Thằng Hòa bọ chét đem về hai con cá mắm to, có mùi thơm của mắm cá xỉu kho lên ăn với cơm khá ngon. Mới đó mà đã gần 10 giờ sáng rồi, cơm nước vừa xong chưa kịp nghỉ ngơi thì liên lạc đại đội chạy xuống báo chuẩn bị hành quân gấp để giải vây cho trung đoàn 731 đang bị kẹt ở phía nam Cratier. Lại một kỷ niệm khó phai nhòa. 11 giờ 30 Tiểu đoàn 1 bắt đầu hành quân theo con lộ 308, đi về hướng Nam cặp theo sông Mê Công đại đội 1 của thiếu úy sáng đi đầu cùng trung đội trinh sát của tiểu đoàn. Kế đến là đại đội 3 của tôi và tiểu đoàn bộ cùng đại đội 4 hỏa lực. Đại đội 2 đi sau cùng đội hình tiểu đoàn. Phía sau chúng tôi là đội hình của trung đoàn bộ và các đại đội trợ chiến cùng tiểu đoàn 3. Tiểu đoàn 2 bao chót. Đoạn đường hành quân chi viện cho trung đoàn 316, trung đoàn 371, dài độ 10 km ra khỏi thị xã Kratia là một bầu nước lớn và dài độ 4 km bên tay trái. Tiểu đoàn 1 tách ra khỏi đội hình lớn, cắt đường về hướng đông nam độ 6 km thì bẻ góc về hướng tây chừng 1 km, triển khai đội hình tác chiến và nằm chờ lệnh của trung đoàn. Lúc này, chúng tôi cách 80 m phía đông phung Tung Đam Băng, nơi trung đoàn 36 đang bị địch vây hãm. Đại đội 1 ở giữa là xung lực chủ của tiểu đoàn nên được tăng cường hai khẩu 12 ly 7. Sau lưng đại đội 1, cách 200 m là ban chỉ huy tiểu đoàn và đại đội 4 hỏa lực. Bên phải tiểu đoàn chừng 200 m là đại đội 2 và bên cánh phải của đại đội 1 độ 300 m ngoài cùng là đại đội 3 của tôi. Thời gian chờ lệnh nổ súng tiếp tục trôi đi đang trong trạng thái mơ ngủ tôi choàng dậy bởi tiếng quát của trung sĩ hưng la tụi thằng minh muối mẻ chúng mày gác thế à trung đoàn vừa điện xuống thông báo địch triển khai lực lượng với hướng phát triển đúng vào đội hình của tiểu đoàn một đấy đang nói giọng trung sĩ hưng bỗng lạc đi ô bọn nào đang ở ngoài phía trước kia đáp lại câu hỏi của anh hưng là những loạt đạn tiểu liên bắn vào đội hình chúng tôi phía ngoài kia, bọn Pol Pot không từ nơi chúng đang bao vây trung đoàn 316 mà trong quốc lộ 308, phum Pre Chamlak, tràn ra như bầy kiến đen, chụp cầu súng bên cạnh bằng động tác cực nhanh và chính xác như đã được lập trình, tôi nổ súng đáp trả. Những âm thanh trầm ấm của M79 và tiếng cối đầu nòng của ta hòa cùng những tia chớp lóe của hòa khí địch nổ cấp tập vỗ mặt đại đội 3 lúc này tôi thấy không chỉ trước mặt mà ngay bên cánh trái chúng tôi xuất hiện vô số tên lính mặc quân phục xanh đang vận động và điên cuồng nã đạn vào trung đội chín của tôi những chớp lửa kèm theo tiếng nổ đinh tai làm khói bụi trùm lên vị trí của tôi và hùng con còn nghe được tiếng nổ có nghĩa là mình còn sống tôi thầm nhủ trước sự hùng hãn của kẻ thù chúng tôi phản ứng tự nhiên theo bản năng để bảo vệ sinh mạng của chính mình thấy địch là bắn, bắn xong lăn người qua chỗ khác để tránh ăn hỏa lực, rồi lại bắn tiếp. Trong tình huống trung đội 9 của tôi bị hỏa lực và xung lực của địch tấp tơi bời, thì đại đội đã kịp thời điều động trung đội 8 của Trung Sĩ Vẹn từ bên cánh phải trung đội 7 bọc vòng sang cánh trái để gỡ bí cho chúng tôi. Đồng thời, cối 82 của tiểu đoàn cũng rót vào đội hình bọn 603 để giảm bớt áp lực cho đại đội 3. Trong hoàn cảnh đánh vận động không có công sự, chúng tôi chỉ có nằm như rán và lùi như trồn để tránh đạn. Tôi bỗng trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ, mặc cho những tiếng nổ liên tục chung quanh. Để hạn chế sự phát hiện của địch, trong lúc đánh trả đối phương, tôi chỉ thực hiện những loạt điểm xạ ngắn, ngắt quãng, nên giữa âm thanh vang động của các loại hỏa lực, tụi post sẽ không thể xác định chính xác vị trí của tôi. Nhưng rồi thì cái điều tệ nhất cũng đến với tôi Một tên địch với khẩu B40 trên vai đã phát hiện ra tôi Lúc tôi nhoài người di chuyển Tôi bỗng thấy một quầng lửa da cam phủ kín lên người Tai chỉ kịp nghe tiếng bục Và không thấy gì ngoài một cảm giác nhẹ tênh Đang lan dần từ chân lên đầu trong khoảnh khắc ấy, tôi cố nâng người lên, nhưng hình như tôi đã mất hết toàn bộ sinh lực. Tôi thầm nhủ tôi đang sắp chết không gian thời gian như dừng lại chỉ vài giây bởi cái cảm giác tôi bị ngất đi chỉ biết một tiếng nổ lớn ngay bên cạnh đã làm tôi hồi tỉnh lại như một phản xạ tự nhiên tay phải kéo khẩu tiểu liên AK còn vướng dây súng bên góc cây bần. Ngước mắt nhìn về bên phải, tôi bắt và gặp vẻ mặt kinh ngạc của tên lính post đang đứng cách tôi chưa đầy 20 mét. Trên vai nó còn vác khẩu B40 mà quả đạn nó vừa mới làm cho tôi cảm nhận sự bồng bềnh đến hoang dại. Có lẽ cảnh tượng trước mắt không làm cho tên lính có thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt nó chắc hẳn nó không tin nổi vì sao tôi lại có thể sống sót trước sức công phá khủng khiếp của quả đạn B40 đủ để công phá một xe thiết giáp cũng có thể khi nhìn thấy tôi với hình ảnh một người lính trong trang phục rách nát từ đầu đến chân nhuộm đầy một màu đất sình pha lẫn máu đang chảy ra từ tai, từ mũi, đầu đắp quấn băng đang ngồi nhìn nó nó đứng đó bất động rồi đổ gục xuống sau những cái nảy lên từ khẩu súng AK trên tay tôi. Tôi thầm nghĩ, nếu như nó đừng có ý định thu chiến lợi phẩm là khẩu súng của tôi, nó sẽ có cơ hội được sống dù trận chiến kết thúc như thế nào và nó đã không phải chết như thế này. Chừng 10 phút sau, từ lúc tôi diệt tên lính xấu số ấy, các đại đội bộ binh của tiểu đoàn 1 đã bắt đầu tổ chức phản công dữ dội và nhanh chóng đẩy lùi được tập kích bất ngờ của một bộ phận dự bị tinh nhuệ thuộc sư đoàn 603 của Pol Pot. Chúng phải chịu lui quân về hướng thị xã Chơ Long. Đại đội của tôi được lệnh tiến vào phun Pret Chamlak, lập phòng tuyến chặn ngang ngay trên quốc lộ 308 để đề phòng địch đưa quân từ hướng Nam lên chi viện cho đơn vị đang bao vây trung đoàn 316. Tiếng bích tích pháo và không giật 75 của trung đoàn 732 đã nổ quyết liệt, làm nền cho lực lượng tiểu đoàn 2 tập kích từ hướng Bắc xuống phun tung đam băng, từ hướng Tây hai khẩu 12 ly 7 và khẩu 82 ly và 60 ly của tiểu đoàn 1 cũng thi nhau nã đạn vào rìa phum tạo điều kiện cho xung lực của đại đội 1 và đại đội 2 áp sát vào phía đông và đông nam tung đam băng ngoại hợp nội ứng từ bên trong các đơn vị của trung đoàn 316 đã vùng dậy phản kích làm trung đoàn chính quy 603 của post vỡ trận một lần nữa lịch sử lặp lại một bộ phận của 603 đã cố thoát chạy về hướng tây còn đại bộ phận đã bị trung đoàn 732 và trung đoàn 316 đẩy lọt xuống dòng sông, và lần này nữa hơn 100 tên đã tắm mát vĩnh viễn dưới lòng mê công danh tiếng. Có một điều kỳ diệu cho đại đội 3 của tôi, sau trận chiến khá ác liệt không có trường hợp thương vong nào. Tôi xin cảm ơn trời đã phù hộ cho người lính chúng tôi. Sau khi giải vây cho trung đoàn 316 thành công, một tin vui đến chợt bất ngờ với chúng tôi. Quân đội nhân dân Việt Nam đã giải phóng nông Penh. ngày mùng 7 tháng 1 năm 1979, một ngày đáng ghi nhớ. Điều đó có nghĩa là sao huyệt của bọn diệt chủng đã bị đánh tan tác và hòa bình sẽ trở lại, binh đao sẽ chấm dứt. Mọi người trong đại đội từ quan đến quân đều hờ hởi vui sướng. Thằng Hùng bông và Minh muối mè nhảy cẫng lên như trẻ con. Dũng Huế điềm đạm hơn choàng tay qua vai tôi. Sọc được về nhà rồi tị à, tao sẽ đi học lại, còn Mỹ thì giáo hè. Đạp xích lô để dành tiền, lỡ có con nhỏ nào nó ưng thì cưới làm vợ. Tôi sẵn giọng trả lời. Trời, nghe kẻ thằng công tự bột như mày nói, cọ nên tân không hề. Thằng Dũng Huế vừa nheo nheo mắt, vừa cười ha hả Còn tôi ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào cột nhà sàn, kéo khẩu tiểu liên lên đùi rồi móc thuốc ra hút. Được về nhà sẽ tính sau, còn trước mắt xuyên qua làn khói thuốc bay lên tan dần trên không, tôi ngắm nhìn đồng đội của tôi đang trong niềm vui và hy vọng. Cục diện chiến trường khu vực miền Đông Campốt do quân khu 7 đảm nhiệm phát triển thuận lợi. Khi các sư đoàn 5, sư đoàn 303 và 302 đã đánh thiệt hại nặng hai sư đoàn chính quy 206 và sư đoàn 603 của Pol Pot, và việc chiếm thị xã Kratia đã tạo sự kiện ảnh hưởng dây chuyền làm mất tinh thần các đơn vị tác chiến của quân đội Khmer Đỏ trước sự tấn công như vũ bão của các quân đoàn chủ lực Việt Nam. Về mũi tấn công quân đoàn 4 của tướng Hoàng Cầm, gồm 4 sư đoàn 2, 7 và sư đoàn 9 sau khi đẩy lui các sư đoàn 340, 221 và 703 của pot đã kiểm soát toàn bộ tỉnh Svay Riêng làm chủ quốc lộ 1 cung đường chiến lược nối từ thành phố Hồ Chí Minh sang thủ đô Nông Penh. Các đơn vị của quân đoàn 4 tuy vấp phải sự kháng cự của các sư đoàn thiện chiến của pot nhưng cuối cùng sư đoàn 7 đã tấn chiếm được bến phản Niếc Lương cửa ngõ dẫn vào Nông Penh trong khi sư đoàn 9 tiến quân song song quốc lộ 1, sư đoàn 2 rủi thẳng vào làm chủ nông Penh ngày mùng 7 tháng 1 năm 79. Quân đoàn 3 của tướng Kim Tuấn từ Tây Ninh gồm các sư đoàn 10, 31, 320 và một bộ phận của sư đoàn 302 quân khu 7. Sau khi vượt sông Mê Công, tiến chiếm thị xã Công Pông Tràm đã đưa quân theo lộ 7 áp sát bờ sông Tông Lê Sóc, tấn chiếm khu vực Ô Đông, các mũi tiến công của sư đoàn 10 và 31 uy hiếp vùng ngoại vi để sư đoàn 320 tấn công vào thủ đô nông quanh. Nhưng do chậm chân hơn, quân đoàn 4 đã vào chiếm thủ đô trước rồi nên tướng Kim Tuấn, tư lệnh quân đoàn 3 đành phải đưa quân lật cánh lên phía Bắc giải phóng tỉnh Công Công Chư Năng. Rồi sư đoàn 10 theo quốc lộ 5 hành quân truy kích tàn quân tận biên giới Thái Lan thuộc tỉnh Bát Tam Bang. Riêng khu vực Duyên Hải phía đông Campos thì quân đoàn 2 của tướng Nguyễn Hữu An và lực lượng vũ trang của quân khu 9 cũng làm chủ tình hình và bắt đầu vừa bình định vừa giúp bạn xây dựng chính quyền. Trở lại chiến trường miền đông Campos, sau khi thị xã Gratier thất thủ, sư đoàn 5 bộ binh đã vượt sông Mê Công, băng rừng ra ngã ba Campong Thơ Mơ. Theo lộ 6, hành quân cơ giới tiến thẳng lên Bát Tam Băng, sư đoàn 302 sau khi hoàn thành nhiệm vụ phối thuộc quân đoàn 3 đánh chiếm thị xã Công Pông Trảm, toàn đội hình đã quay trở lại lộ 13, chịu trách nhiệm truy quét toàn quân từ Mi Mốt, lộ 7, kéo dài lên đến địa phận Gratier. Sư đoàn 303 sau khi đánh chiếm thị xã Gratier bắt đầu phát triển về hướng Nam tạo thành lực lượng của sư đoàn 260 và 603 Pol Pot. Sau khi liên tiếp giành được những chiến thắng bắt đầu từ chiến dịch tấn chiếm thị xã Gratia, giải vây cho trung đoàn 316 trên bờ sông của sông Mekong, tiểu đoàn 1 đã góp công lớn khi cùng với các đơn vị của trung đoàn 732 đánh tan rã và gây thiệt hại đối với các đơn vị thuộc sư đoàn 260 và 603 của quân Khmer Đỏ. Với khí thế tiến công và sức mạnh của một đội quân khá tinh nhuệ, và những sĩ quan chỉ huy đầy kinh nghiệm tác chiến của một cuộc chiến tranh quy ước mà quân Khmer chỉ là đàn em hay nói đúng hơn quân đội Pol Pot đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi nghĩ mình là đối thủ của quân đội nhân dân Việt Nam. Từ những điều trộm nghĩ của tôi, có lẽ các chỉ huy trung đoàn nghĩ rằng đơn vị sẽ không gặp phải bất kỳ một trở ngại nào trong kế hoạch tấn công đánh chiếm thị xã Trư Long. Xong, mọi việc đã không diễn ra như dự kiến tôi không tin những suy đoán chủ quan của bản thân tôi là đúng vì lúc bấy giờ tôi vẫn chỉ là một tiểu đội trưởng tầm nhìn còn hạn hẹp trong phạm vi tác chiến của một đại đội bộ binh nhưng với những gì chúng tôi đã được phổ biến trước trận đánh vẫn làm tôi chăn trở mãi về một kết quả không mong muốn đối với một trận đánh mà theo tôi nếu như chúng ta làm tốt hơn công tác đánh giá tình hình địch và kế hoạch hành quân tác chiến thì đã giảm được nhiều những thiệt hại từng là một sĩ quan chỉ huy cấp thấp kinh nghiệm tác chiến chưa nhiều và lúc này thân phận và địa vị có khác đi nhưng tôi vẫn có suy nghĩ riêng của mình về những sai lầm trong việc hành binh của chỉ huy trung đoàn đối với trận đánh này tôi nghĩ có lẽ đã có sự chủ quan của các sĩ quan chỉ huy tiểu đoàn 2 và ban tác chiến trung đoàn khi đánh giá không đúng và thiếu chính xác về quân số và trang bị của địch, có thể đã thiếu thận trọng và cân nhắc khi xử lý các nguồn thông tin do trinh sát trung đoàn báo cáo và đó chính là nguyên nhân dẫn đến những tổn thất rất đau của tiểu đoàn 2, trong đó có đại đội 8 là đơn vị phải chịu nhiều tổn thất nhất. Bảy giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 1979, tiểu đoàn 2 rời phun Pres Cham Lắc, di chuyển xuống phía nam theo trục lộ 308, cự ly hành quân độ 15 km trên con đường độc đạo để vào thị trấn Chơ Long, bên phải là dòng sông Mê Công và bên trái là những sông con rạch nước chẳng chịt đầm lầy. Theo hoạch định, đợt tảo thanh tàn quân trong thị trấn Chơ Long sẽ do tiểu đoàn 2 đảm trách. Hướng chủ yếu theo lộ 308 qua cầu Chơ Long rồi vào thị trấn. Cùng lúc tiểu đoàn 1 của tôi không qua cầu mà phải cắt đường xuống nam 2km mới vượt sông và triển khai đội hình tác chiến bên trái của hướng tấn công của tiểu đoàn 2 để răng lưới bắt cá khi tiểu đoàn lùa địch ra khỏi thị trấn. Tiểu đoàn 3 sẽ cùng với các đại đội trợ chiến yểm trợ phía sau đội hình của tiểu đoàn 2 nhưng không rõ vì lý do gì, tiểu đoàn 3 và khối trực thuộc đã không hội quân đúng quy định khi tiểu đoàn 2 đã chạm địch và nổ súng. Và theo kế hoạch hiệp đồng tác chiến đã triển khai, chúng tôi được biết ngoài các tiểu đoàn bộ binh của trung đoàn 732 tiến vào Trơ Long, còn có thêm sự tăng cường của trung đoàn 733 được triển khai từ hướng đông bắc của sông Tê lên. Suốt một quãng đường hành quân, chúng tôi hoàn toàn không gặp bất kỳ một hoạt động quân sự nào của địch có vẻ như chúng đang phân tán lực lượng để tránh bị quân ta vây đánh như hai trận trước đó. 10 giờ sáng trong ngày, tiểu đoàn 2 chỉ còn cách cầu Chơ Long khoảng 500 mét. Tại đây, chúng tôi bắt gặp cánh trinh sát trung đoàn đang khai thác thông tin từ một tên lính trinh sát của Pol Pot bị ta bắt được. Lúc nó đang tìm cách vượt sông Chơ Long sang nắm tình hình của ta. Không biết có phải do những thông tin sai lệch hay chủ quan khi điều tra Khai thác tình hình của địch từ tên post bị bắt mà ngay sau đó tiểu đoàn 2 vẫn tiếp tục nhận được lệnh đưa quân vượt cầu Chơ Long tiến vào thị trấn. Mà lẽ ra phải chờ tiểu đoàn 1 của tôi cắt đường xuống nam rồi vượt sông vào vị trí quy định trước khi tiểu đoàn 2 qua cầu. 10 giờ 15 phút, những chiến sĩ đầu tiên của đại đội 8 tiểu đoàn 2 vào thị trấn Chơ Long hướng chính diện. Cùng lúc này, đại đội 6 ở bên phải và đại đội 7 ở bên trái tiểu đoàn 2 cũng đồng thời vận động vào trung tâm thị trấn. 10 giờ 40 phút, tiểu đoàn 2 vẫn chưa phát hiện sự có mặt của địch trong thị trấn. Khi đại đội 8 vượt qua ngôi chùa to nhất của thị trấn, thì phát hiện xung quanh chùa nhiều bếp lửa giã chiến đang đun nấu. Trong những chiếc chảo lớn được người dân Campuchia dùng để nấu thốt nốt lấy đường là từng tảng thịt lớn đang được luộc nhiều thúng cơm vừa được vớt ra còn bốc khói. Ở cánh phải bờ mê công, đại đội 6 báo cáo đã phát hiện nhiều chiếc bè được kết bằng thân cây chuối và tre tươi đang được neo dưới mép nước. Vậy là đã rõ, địch đang chuẩn bị cho kế hoạch rút quân sang bên kia sông nhưng chưa kịp hoàn tất thì đã gặp phải lực lượng của tiểu đoàn 2. Ở vào thế chẳng đặng chẳng đừng, với bên phải là sông Mê Công, trước mặt là sông Chơ Long, đã bị quân ta án ngữ bên phải là những cánh rừng trồi sen lẫn đầm lầy và với lợi thế hơn hẳn quân ta về lực lượng với quân số khoảng gần một trung đoàn của sư đoàn 603 và sư đoàn 260 Khmer Đỏ cộng lại địch đã quyết định chủ động thực hiện một cuộc quyết chiến với ta thay vì tháo chạy trận đánh ngay từ đầu đã thể hiện cực kỳ khốc liệt Tiếng đạn hỏa lực nổ liên hồi ở hướng tiểu đoàn 2 làm cho tôi có cảm nhận tiểu đoàn 2 lần nữa lọt vào đồi không tên tại cụm cao điểm Ram Van Survey Check. Nhưng chưa có nơi đâu mà địch sử dụng hỏa lực khủng khiếp như ở trận đánh này. Chúng gần như không sử dụng đến súng cá nhân mà chỉ dùng toàn hỏa lực mạnh với cơ số đạn dược trang bị dồi dào. Trong khi tiểu đoàn 1 của tôi đang bỉ bõm vượt sông, nghe nhiều tiếng nổ mà nóng ruột cho đồng đội của mình. Cuối cùng thì tiểu đoàn 1 của tôi cũng áp sát được vào thị trấn, tuy không vấp phải sự kháng cự đáng kể của địch, nhưng phải vận động trên đám ruộng sình lầy cả cây số thì đúng là thở không ra hơi. Đại đội 3 của tôi tiến vào nhà máy giấy ở cuối thị trấn, nó đã thực sự biến thành chiếc bong ke lợi hại cho lính Pol Pot. Từ những ô cửa sổ trên tầng 2 của nhà máy giấy, các khẩu DKZ75 B41 liên tục phóng những chùm lửa. Đại đội 3 ở bên ngoài vào, đồng thời cùng bắn, đội hình đại đội 8 đang trụ bên trong của con đường dẫn vào thị trấn. Những khẩu đại liên được đặt trên mái tầng thượng vãi đạn không ngớt, xới tung các hàng cây bên đường, cùng nơi trung đội 9 của tôi đang phơi mình trên cánh đồng đọ sức với lực lượng của Pol Pot có số quân đông và được trang bị hỏa lực mạnh như thế suốt cả tiếng đồng hồ. Về phía quân ta lúc ấy chỉ có một tiểu đoàn 2 lại phải chiến đấu trong thế bị động và bất lợi về vị trí chiến đấu nên thương vong là điều khó tránh khỏi. Chỉ sau 20 phút đầu tiên của trận đánh, toàn bộ cán bộ chiến sĩ của trung đội 8 của Thằng Châu trên hướng chính diện đều bị thương vong ngoài bốn binh sĩ bị thương kịp đưa về tuyến sau, tất cả 11 còn lại đều hy sinh. Khẩu đội 12 ly 7 của tiểu đoàn cũng có hai xạ thủ bị thương do trúng mảnh đạn DKZ. Chỉ mới nổ súng ngăn được đợt xung phong đầu tiên của địch. Rồi thì khóa nòng của khẩu 12 ly 7 đã kéo đứt đuôi đạn, làm kẹt lại vỏ đạn bên trong, đành tắt tiếng gáy. Chúng tôi nhìn thấy rõ hành động chiến đấu của bọn lính áo đen dựa vào quân số đông và hỏa lực chúng luôn miệng, cáp ruồn. Nhiều tên trang bị súng trung liên và B-40 trên tay liên tục di chuyển qua lại giữa các ngôi nhà hai bên đường. Lần đầu tiên, tôi chứng kiến bọn Pol Pot cặp súng B-40, B-41 vào nách, bắn thẳng vào vị trí của chúng tôi. Còn về cách sử dụng cối 62 của các tên địch cũng không kém quân ta. Chúng chỉ bắn bằng nòng cối mà không cần đến đế súng. 12 giờ 30 địch tổ chức đợt tấn công thứ hai không phải bằng bộ binh mà bằng pháo không giật 75 và cối 62 đã có thêm nhiều chiến sĩ của tiểu đoàn 2 bị thương và hy sinh. Riêng đại đội của tôi, trung đội 7 bị đóng dấu chiến trường hai em nhưng không nghiêm trọng lắm. Sau khi thoát được quả B40 đầu tiên của địch nhờ nấp kín phía sau một bụi cây củ chuối, tôi vận động thật nhanh sang một gốc cây bên cạnh với đôi tai bị ù bởi mấy ngày nay chấn động vì những tiếng nổ gần. 14 giờ chiều, lợi dụng địa hình che khuất của rừng trồi, địch sử dụng khoảng một tiểu đoàn tiếp cận, tấn công đại đội 1 từ phía sườn trái của đội hình. Trước sự căng kéo của địch, chúng tôi đề nghị tiểu đoàn 2 cho bắn cối chi viện vì phải vượt sông nên toàn bộ cối 82 đã để lại bên kia sông. Lúc này, các khẩu đội cối 82 của đại đội 9 và cối 62 của các đại đội, mỗi khẩu chỉ còn không quá 5 quả, nên chỉ được lệnh bắn khi thật sự nguy cấp. Lần thứ hai trong ngày, tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 1 chúng tôi đẩy lùi đợt tấn công của địch. 16 giờ 30 phút, địch dừng toàn bộ các hoạt động công kích. Trong thủ khoảng thời gian yên tĩnh này, chúng tôi ra sức củng cố lại công sự chiến đấu, chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo chưa biết sẽ đến lúc nào. Suốt cả ngày chiến đấu căng thẳng, tất cả chúng tôi ai cũng mệt nhoài, người nào cũng bơ phở, đầu tóc bê bết khói súng và bụi đất. Cả ngày không có một thứ gì để bỏ vào bụng, nhưng tôi không có cảm giác đói. Cái chúng tôi đang cần và chờ đợi chính là sự có mặt của trung đoàn 733 đang trên đường tiến về Trơ Long. Hoàng hôn buông xuống là lúc cuộc chiến tạm lắng trong cái không khí nặng nề bao trùm. Các đại đội cử người tìm cách vượt ra ngoài vòng chiến đưa thương binh và tử sĩ về tuyến sau phía bên kia cầu chơ long nơi trung đoàn bộ từ suốt đêm qua đến sáng chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng chờ đón những đợt tấn công mới của địch nhưng lực lượng địch đã không có bất kỳ một động thái quân sự nào đến 7 giờ sáng, những tiếng nổ đầu nòng làm tôi tỉnh hẳn người. Khi từ phía đông của thị trấn, hàng loạt tiếng đề ba của các khẩu cối 82 và K-16 trung đoàn nổ vang. Đồng thời, 75 không giật và DK-82 của đại đội K-17 cũng cất lên tiếng gầm gừ từ hướng đông nam bên kia sông Trưa Long những giây phút đó là những ánh chớp lửa thi nhau chụp xuống chung quanh khu vực nhà máy giấy và trải dài ra đến bờ mê công. Từ bên phải đội hình của tiểu đoàn 1 chúng tôi, tiếng thượng liên 12 ly 7 của tiểu đoàn 2 hoạt động trở lại với từng loạt điểm xạ oai hùng. Thay vì chúng tôi phải nằm chờ đối phương với lực lượng và trang bị hỏa lực vượt trội. Muốn khỏ đầu chúng tôi lúc nào tùy thích, và hai tiểu đoàn bộ binh của 732 chỉ việc chống đỡ và chờ đợi sự chi viện của trung đoàn 733. Thiếu tá Hoàng, trung đoàn trưởng đã có quyết định táo bạo tổ chức phản kích đúng với vở tiên hạ thủ vi cường. Trung đoàn đã tung lực lượng dự bị vào trận. Vào nửa đêm hôm qua, tiểu đoàn 3 đã xuất phát vượt sông Chơ Long, hành quân theo mép rừng đến phung Công Pong Sre, ép quân trở tiểu đoàn 1 và 2 tấn công địch. Khi có lệnh, tiểu đoàn 3 sẽ làm mũi vu hồi từ Tây Nam tiến ra, khóa lộ 308 và tập kích vào lưng đối phương. Giá như điều này sớm xảy ra hơn. Tất cả những diễn biến của cuộc hành binh đã xảy ra theo đúng kế hoạch tác chiến rất đẹp và tuyệt vời. Nhưng mọi động thái hiệp đồng của các đơn vị chúng tôi đã không còn nhiều ý nghĩa nữa bởi sự kháng cự của địch quân không còn dũng mãnh như ngày hôm qua vì đại bộ phận lực lượng địch đã sang bờ tây sông mê công từ lúc gà gáy sáng khi chúng tôi kiểm tra trận địa ở khu vực phía nam của thị trấn tôi mới hiểu ra rằng những bước chân chạy rầm rập trong đêm qua chính là chân của đàn trâu bò ngựa đã được bọn lính pol pot trước khi rút đi tháo chuồng đuổi ra rừng vì chúng không muốn quân ta trưng dụng đàn gia súc để bổ sung nguồn thực phẩm cho đơn vị sau khi trung đoàn 732 làm chủ thị trấn Chơ Long, tiểu đoàn 1 của tôi xem như được giải lao và sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Giao tiểu đội cho Dũng Huế sắp xếp canh phòng, tôi vác khẩu tiểu liên đi lòng vòng để tìm có thứ gì cải thiện cho anh em. Vô tình, tôi đi vào khu vực đại đội 8 tiểu đoàn 2 đang tổ chức rút kinh nghiệm của trận đánh, đúng lúc cuộc họp kết thúc. Các trung đội giải tán về vị trí tôi bắt gặp thằng Châu tiểu đội trưởng tiểu đội 6 của trung đội 8, Phan Minh Châu, nguyên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, quận ủy viên quận 11 vừa mới mất do ung thư xương. Đang đứng dưới dặn dừa một mình, lặng yên, mắt nhìn ra bờ sông với vẻ mặt buồn thảm. Cách cục cổ biểu hiện giới tính đàn ông của nó cứ chạy lên chạy xuống như để cố nuốt ngược vào lòng điều gì đó. Nhìn thấy tôi đang bước lên, chưa kịp chia sẻ điều gì nó đã hỏi tôi. Tiểu đoàn 1.0. Tôi là tị đại đội 3 tiểu đoàn 1 công dân quận 10. Lệ bất thành văn thì lính trong trung đoàn gặp nhau khi giới thiệu về mình nói luôn quê hương. Minh Châu trung đội 8 đại đội 8 tiểu đoàn 2 dân quận 11. Mấy hôm nay mệt quá phải không? Dân tiểu đoàn 2 của mấy ông chơi khá lắm đó. Sau cái vụ đổi không tên ở Survey Tech rồi bây giờ chịu đòn lần nữa mà vẫn đứng vững là quá ngon rồi. Ông tị này, thằng Châu tôi nó nguyền rủa và căm hận bọn Pol Pot này tận xương tủy, ông biết không? Tôi móc thuốc ra hút và mời Minh Châu một điếu. Nó không biết hút thuốc nhưng vẫn nhận điếu thuốc tôi mời. Tôi bật lửa đốt thuốc cho nó, thấy bàn tay nó run run, miệng thì bập bập lia lịa rồi ho sặc sụa rồi lại hỏi tôi trong trận này tiểu đoàn của ông thế nào bị thương hai đại đội 1 có hai con không về nữa tôi kéo một hơi thuốc rồi nhìn nó và nói tiếp chuyện nhà binh mà lính mình phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao hơn biết là vậy nhưng nghĩ mà coi trung đội có 30 người rơi dụng dần dần còn 25 chỉ một trận này thôi tập hợp đại đội thì trung đội 8 chỉ còn 10 thằng. Đau lắm tị ơi. Nói rồi, nó ứa nước mắt, cục cổ lại chạy lên chạy xuống. Nhìn thằng Châu thảm não, nào tôi đâu phải là gỗ đá mà không biết đau thương. Nhưng tôi lại không thể làm sao biểu cảm lộ ra như nó được, tôi cũng không biết tại sao nữa. Có phải tính cách của tôi đã bị chi phối bởi làm tên mũi đạn, làm cho chai lì mất rồi mới hôm nào tin chiến thắng vang dội của quân đoàn chủ lực đã vào nông penh rồi thì niềm mơ ước chúng tôi mong chờ đã sắp đến rồi sẽ được về nhà hay ít ra đơn vị được rút về phòng thủ trên các tiền đồn biên giới của tổ quốc thân yêu nhưng chớ trêu thay bọn quỷ vẫn còn đó nên đồng đội tôi bạn bè tôi một số nữa đã phải tiếp tục thôi không còn chờ nữa để cho bao nhiêu trái tim sẽ thổn thức trong ngậm ngùi ở tận quê nhà xa đó nữa rồi đây. Trong cái xe lạnh của dòng mê công, tự bao đời nay cứ chảy tuôn về vô định. Ánh nắng vẫn ngọt ngào ve vuốt những tàu lá dừa bên dòng sông hùng vĩ mới đây còn là chiết địa. Tôi biết tiết trời đã lập xuân. Winwin -win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.